dự cái tiệc sinh nhật bé Holly, con gái của Thu Thảo 14 tuổi. Đây là chương trình mini bỏ túi nhỏ nhỏ nha, với Lý Bảo và Thu Thảo trích đoạn Khi rừng thua thay lá để tặng cho các bạn bè thân thương. Bây giờ là nấu ăn nấu uống mệt quá, quán bà Thảo mở món cà đi già thôi mà bà Thảo đuối rồi đó. Nhờ cái chất yếu của em Diệu Nhiên tăng cường, giờ hơi khỏe khỏe nhưng mà nhớ nhiều làm nhiều nha Lý Bảo. Em nó bỏ lâu quá, lâu cái đủ ngán kỳ cục ra kìa. Rồi vô. Trang Y Miên, sắp đến giờ chia tay rồi, xanh không nói với em một lời nào trước giờ ly biệt. Còn nói gì thêm nữa Ly ơi, rồi đây kiều quá sẽ đưa nàng về đất Hoàng Lang. Ở nơi đó, ở nơi đó nàng sẽ sống mong em với cuộc đời hạnh phúc, rồi sẽ quên dần bao kỷ niệm ngày xưa. Quyết lý mấy rồi cũng đành chia biệt, gặp gỡ lần này mình mãi mãi chia xa. Tôi xin giả biệt Trang Y Miên. Đừng đi, đừng đi anh ơi. Nàng đừng nói gì thêm nữa. Trang Y Miên ơi, xin hãy hiểu cho nỗi lòng của Trà Hoa Ly. Không anh khiến ai xưa ta biết nhau. Ôi mối tình nghèo trong
Xin cảm ơn.